con đường xa tấp, bông hoa nào cũng có vẻ bình yên. Và em tin, qua cay đắng vẫn tin, có dòng suối không làm đau bóng thỏ. Dẫu vấp ngã, thưa thầy, nhiều vấp ngã chẳng ở đâu xa, ở ngay giữa con người. Em lặng lẽ bước đi, hoảng hốt nghĩ về thầy. Đời nhanh quá, vui buồn chưa kịp cũ. Đời ngắn quá, tóc thầy như khói phủ. Giáo án mong manh, báo giật đời thường. Cây trước cửa, gió ở ngoài tay với. Thầy một mình vật vã với văn chương. Đang mùa bão, đường về sông nước ngập. Dở trang kiều, thầy giảng chạnh lòng đau. Xin được cảm ơn một chia sẻ của một cô giáo rất trẻ ngày hôm nay. Và tôi nghĩ ngày hôm nay cô Yến lại thêm một lần nữa rất hạnh phúc, bởi vì được gặp lại rất nhiều những thế hệ học trò của mình. Và điều hạnh phúc hơn nữa đó là đang có được những cái đồng cảm và những cái chia sẻ với công việc mà cô đã đam mê, với những cái tâm tình mà cô đã nhắn gửi. Thì em nghĩ rằng đây là một cái hạnh phúc rất lớn của những người làm nghề giáo, và chắc là thầy Lục cũng như vậy. Em cũng tin là ngày hôm nay khi theo dõi chương trình này thì sẽ có rất nhiều các anh chị, các thế hệ học sinh của thầy Lục, của cô Yến, của rất nhiều thầy cô giáo khác nữa cũng sẽ có chung một cái cảm giác như cô giáo trẻ của chúng ta vừa rồi. Đó là được trở lại với rất nhiều những năm tháng của tuổi học trò. Có thể trong những khoảnh khắc này chúng ta chợt nhận ra là còn có những điều mà chúng ta muốn làm mà chưa kịp làm với các thầy giáo, cô giáo của mình. Thì hãy bày tỏ, hãy thể hiện những tình cảm của chúng ta xuất phát từ tận đáy trái tim của mình. Thì tôi tin rằng các thầy cô giáo sẽ hiểu được tấm lòng của chúng ta.